huấn luyện viên Mai Đức Chung cho rằng tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện khả năng dứt điểm nhiều hơn, dù rằng đội bóng của ông vừa có chiến thắng đậm trước Mandip. Hiệu suất ghi bàn của đội chưa tốt, đặc biệt là trong hiệp 1, các cầu thủ bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, ông Chung nói sau trận đấu. Huỳnh Như và đồng đội có trận đấu dễ dàng trước Mandip, họ ghi 16 bàn vào lưới đối thủ. Tỷ số 16-0 cũng thiết lập kỷ lục mà trận thắng đậm nhất của tuyển nữ Việt Nam. Đội từng thắng 14-0 trước Singapore hồi tháng 6 2016 và Indonesia hồi tháng 10 2011 cùng tại AFF Cup nữ. Nếu chúng ta có hiệu suất tốt, các cầu thủ không bỏ lỡ cơ hội, chúng ta có thể ghi tới 20 bàn thậm chí hơn. Ở buổi tập tới chúng tôi sẽ tập trung khắc phục điểm yếu này, thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết thêm. Theo dự kiến, ngay buổi sáng ngày 24 tháng 9, đội sẽ bước vào tập luyện chuẩn bị cho trận gặp chủ nhà Tajikistan vào ngày 29 tháng 9. Ở trận đấu diễn ra tối ngày 23 tháng 9, đối thủ của tuyển Việt Nam gần như không có sức kháng cự. Ngay ở hiệp 1, nhiều cầu thủ Mandip có dấu hiệu mệt mỏi phải nằm sân. Ngay cả thủ môn Leeza cũng bị đau và cần sự chăm sóc y tế. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận chiến thắng 16-0 không khẳng định sức mạnh của tuyển Việt Nam. Vấn đề là đối kháng quá yếu chứ không phải chúng ta mạnh. Tôi hài lòng về tỷ số nhưng vẫn phải rút kinh nghiệm và tập trung chuẩn bị cho trận đấu sắp tới, nhà cầm quân lão làng nói. Theo thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam, cuộc chạm trán với Tajikistan sẽ khó khăn hơn nhiều so với trận mở màn vừa qua bởi đối thủ là chủ nhà. Chúng ta cần phải tiếp tục cải thiện hiệu suất. Các cầu thủ dự bị không vào sân hoặc vào sân quá ít sẽ được nâng cao thể lực làm sao để có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu sắp tới, ông Chung nhấn mạnh. Ngay sau trận ra quân giành kết quả tốt, đội tuyển nữ Việt Nam được lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam ghi nhận và động viên. Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải và Thường trực Ban chấp hành VFF biểu dương tinh thần thi đấu của đội, chúc mừng và thưởng động viên toàn đội 300 triệu đồng. Tại vòng loại ASEAN Cup 2022, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Maldives và Tajikistan. Trước ngày khởi tranh, tuyển nữ Afghanistan xin rút lui khiến bảng đấu chỉ còn 3 đội. Theo điều lệ giải, chỉ các đội nhất bảng tại vòng loại mới giành quyền vào chung kết. Dự kiến diễn ra ngày 20 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022 tại Ấn Độ. Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022 cũng là vòng loại World Cup nữ 2023 khu vực châu Á. Châu Á được phân bổ 6 suất tham dự giải đấu, bao gồm cả chủ nhà Australia.